Hi, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là CCA Channel. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho anh em tham gia vào dự án Aerob đến từ dự án Engine Starter. Và để tham gia vào kèo Aerob ngày hôm nay, các bạn sẽ cần nhấn vào đường link mình để dưới phần mô tả của video. Sau khi nhấn vào đường link thì nó sẽ chuyển cho các bạn đến cái trang của Clim.io. Thì với dự án này thì chúng ta sẽ cùng nhau ăn chia đó là 100.000 cái đồng token ECIO. Đó, và NFT ở trong game, NFT là các cái box ở trong cái tựa game này. Thì đây cũng là một cái tựa game khá là hot, chuẩn bị sẽ được mở bán IDO. Đó, và cái dự án Aerob này thì sẽ kết thúc sau 4 ngày nữa, tức là tầm khoảng vào ngày 17 tháng 12 thì nó sẽ kết thúc và sẽ phân phối về ví cho các bạn sau quá trình mở bán IDO. Còn đối với những cái bạn mà trúng box thì hôm sau chúng ta sẽ tiến hành claim box và các bạn có thể sử dụng box để chơi game hoặc sử dụng các cái NFT này để chúng ta chơi game hoặc là các bạn có thể bán ở trên cái marketplace của dự án. Ok, thì sau khi mà các bạn nhấn vào đường link thì nó sẽ chuyển hướng cho các bạn đến cái phần này thì chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập vào một trong các cái trang mạng xã hội nếu mà các bạn lần đầu làm các cái kèo Aerob ở trên cái form glim.io. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ tiến hành điền tên, rồi tiếp theo là email và cuối cùng là chúng ta sẽ điền cái địa chỉ ví BEP20, địa chỉ ví MetaMask hoặc là ví Chất Wallet. Ok, thì đây mình sẽ sử dụng địa chỉ ví ở trên cái ví MetaMask của mình. Thì các bạn có thể copy cái địa chỉ ví ở trên ví MetaMask hoặc là ví Chất Wallet, ví Coin98 thì đều được. Sau đó các bạn tích vào cái phần Notify Me. Đấy, và các bạn nhấn vào phần Continue. Tiếp theo thì nó sẽ hiển thị lên cho chúng ta các cái nhiệm vụ ở đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành hoàn thành các cái nhiệm vụ này. Nhiệm vụ đầu tiên đó là các bạn sẽ follow cái trang Twitter của dự án. Bây giờ các bạn sẽ mở cái trang Twitter ra và các bạn click vào phần follow. Sau đó chúng ta quay lại nhấn vào continue. Nhiệm vụ thứ ba đó là các bạn sẽ retweet cái trang Twitter ở trên dự án. Đấy, thì chúng ta chỉ cần click vào thì nó sẽ chuyển hướng đến cho các bạn cái bài mà chúng ta cần retweet ở đây. Ok, thì đây các bạn sẽ nhấn vào phần retweet. Rồi, sau đó các bạn nhấn quay lại, nhấn continue. Tiếp theo là chúng ta sẽ follow cái trang Engine Starter ở trên trang Twitter. Ok, các bạn sẽ nhấn vào follow. Rồi, nhấn continue. Tiếp theo là chúng ta sẽ vào cái join vào cái kênh Discord của dự án. Với trang Discord này thì bạn có thể tạo một cái tài khoản bằng email nhé. Đó, đối với những các bạn chưa có tài khoản thì chúng ta có thể tạo một cái tài khoản bằng email. Rồi, sau đó các bạn quay lại nhấn Continue. Tiếp theo là chúng ta sẽ join vào kênh Telegram của dự án. Thì đây các bạn sẽ mở ra. Hiện tại Telegram của dự án đã có 43,2000 người. Đó, cũng khá là đông rồi. Các bạn lưu ý là khi chúng ta join vào trang Telegram thì sẽ có một cái phần yêu cầu các bạn xác minh bạn là người máy, bạn không phải là người máy. Thì các bạn sẽ nhấn vào phần Verify Me. Ok, sau đó các bạn nhấn OK. Đấy, thì khi nào mà các bạn chat được như thế này thì tức là các bạn mới đã join vào thành công. Rồi, tiếp theo chúng ta quay lại nhấn Continue. Nhiệm vụ tiếp theo là các bạn sẽ join subscribe kênh channel của dự án. Đây là kênh channel của dự án. Rồi, sau đó chúng ta quay lại. Ở đây nó hỏi ở đây thì các bạn sẽ, bạn đã subscribe chưa thì các bạn sẽ nhấn vào phần Yes. Rồi, và nhấn vào Continue. Tiếp theo là chúng ta sẽ follow dự án ở trên trang Medium. Thì đối với một số bạn mà các bạn sử dụng điện thoại, các bạn không vào được cái trình duyệt Medium ấy, thì một, các bạn có thể sử dụng hai cách. Một là chúng ta fake ID. Đấy, fake ID thì cách này thì mình không sử dụng, nên là các bạn có thể lên trên mạng các bạn thử gõ cách fake ID xem thử. Còn cách thứ hai là các bạn sẽ tải cho mình cái ứng dụng có tên là Puffin về. Thì đây các bạn lên Google nhá, các bạn lên CH Play hoặc là App Store. Các bạn gõ cho mình cái ứng dụng đó là Puffin Bouncer. Đây thì các bạn sẽ tải cho mình cái ứng dụng này về. Đây, các bạn gõ cho mình cái ứng dụng là Puffin Web Bouncer này thì chúng ta sẽ tải cái ứng dụng này về. Và các bạn sẽ tiến hành đăng nhập vào các cái trang mạng xã hội như là Telegram, Reddit hay là những cái kênh mà chúng ta thường xuyên làm Aerob ở trên cái trình duyệt này. Đó, thì lúc nào mà các bạn tham gia thì vào đây thì nó rất là nhanh và các bạn sẽ không cần phải fake ID đâu. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ nhấn vào cái phần quay lại, chúng ta có cái phần trả lời câu hỏi đây thì các bạn nhấn Yes cho mình nhé. Rồi, và nhấn Enter và nhấn Continue. Tiếp theo là chúng ta sẽ điền cái username YouTube thì các bạn sẽ kết nối với cái kênh YouTube thôi. Đấy, giống như là chúng ta đăng nhập liên kết với cái form này ấy.
Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ subscribe kênh YouTube của dự án. Thì đây các bạn sẽ mở cái trang YouTube của dự án ra. Sau đó chúng ta nhấn vào cái phần đăng ký. Nhiệm vụ tiếp theo là các bạn sẽ quay lại ở đây, các bạn nhấn vào cái phần Yes cho mình tiếp nhé. Rồi Yes. Và cuối cùng thì nó sẽ cho các bạn một cái đường link rep. Bây giờ thì các bạn có thể copy đường link rep này, chúng ta chia sẻ cho bạn bè của chúng ta tham gia, để các bạn có thể có thêm cơ hội để nhận được token, cũng như là chúng ta tham gia vào cái danh sách đua top. Đấy, còn nếu các bạn mà không tham gia đua top thì các bạn chỉ cần làm đến đây thôi là chúng ta có thể dừng được rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ review cho anh em một chút thông tin về cái dự án game này. Ok, thì đây là cái trang web chính thức của dự án. Thì hiện tại đã có cái phần play demo, thì không biết là chúng ta đã chơi được hay chưa. Đấy, thì các bạn chúng ta muốn test thì các bạn có thể vào đây để chúng ta test thử xem nhé. Đó, có cái phần demo đây rồi này. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ vào cái phần xem thêm một số thông tin về dự án. Thì đây là cái tựa game chúng ta sẽ chơi theo cái kiểu như thế này. Đó, các bạn sẽ di chuyển như thế này và chúng ta sẽ đánh nhau với các cái đối thủ. Và đây là các cái NFT ở trong game. Thì NFT ở trong game thì nó cũng sẽ chia thành nhiều cái loại rất khác nhau. Và bây giờ mình sẽ vào thử test cái phần demo xem thử test được không nhá. Ok. Rồi thì cách chơi của nó đây. Thì mình sẽ nhấn vào chiêu này. Đó, nhấn vào chiêu này, bắn này. Đó, thì cái game này chơi cũng khá đơn giản. Mỗi team các bạn chỉ cần sở hữu 3 nhân vật. Sau đó các bạn sử dụng cái chiêu ở đây. Chiêu của chúng ta thì sẽ hồi đi đến đâu thì các bạn sẽ đánh đến đó. Mình thử để im xem nó có đánh không nhá. Ok, để im thì nó vẫn đánh thôi. Đấy, thì giống như là chúng ta cứ đi đi mãi như thế này. Đó, đến gặp đối thủ thì đánh. Còn khi mà đầy chiêu thì các bạn có thể sử dụng các cái kỹ năng ở đây. Và nếu các bạn đánh được, vượt qua được càng nhiều ải thì chúng ta sẽ kiếm được càng nhiều token ở trong game. Đó, thì mình sẽ sử dụng cái chiêu như vậy. Đấy, thì đây là cái phiên bản demo thôi. Còn hôm sau nếu mà nó có cái thêm cái phần thông tin thì có thể là tựa game nó sẽ có một chút cái vị khác nữa. Đó, hiện tại mình đã bị chết mất một cái nhân vật rồi. Đấy, thì nói chung là cái tựa game này nó chỉ chơi theo cái kiểu đơn giản như vậy thôi. Rồi, tiếp theo là một chút thông tin về cái dự án. Thì chúng ta sẽ vào cái phần white paper của dự án để các bạn có thể xem thêm. Nếu mà các bạn cảm thấy yêu thích cái tựa game này thì các bạn có thể vào cái phần white paper của dự án để chúng ta đọc thêm một số thông tin. Đầu tiên là mình sẽ đến với cái phần team. Về phần team, đội ngũ team phát triển. Đấy, team dev thì không phải team Việt Nam, nhưng mà các bạn có thể thấy là đều public hết tất cả các khuôn mặt ở đây. Đấy, thì team đều public khuôn mặt chứ không chơi theo kiểu dạng avatar GP. Rồi tiếp theo là về cái token ở trong game. Thì ở trong game thì chúng ta sẽ có hai cái loại token. Ở đây các bạn có thể vào cái phần economy thì các bạn sẽ thấy có phần tokenomics này. Đầu tiên là với cái đồng token mà chúng ta sẽ nhận được ở trong cái dự án này, đó là cái đồng ECIO. Thì đồng token này tổng cung của nó là 7 tỷ token. Và các cái phần để phát hành cho token thì nó sẽ chia theo cái các cái tỷ lệ theo ở đây. Đó, và các bạn sẽ để ý cái phần là TG Unlock này, tức là sau cái thời gian list sàn thì những cái đợt này, ví dụ như sau thời gian list sàn thì những cái vòng bán chiến lược thì nó sẽ không mở khóa ngay này. Rồi còn đối với vòng private sale là nó sẽ mở khóa 7,5%, vòng resale chúng ta sẽ được mở khóa là 20%, vòng IDO sẽ được mở khóa là 28%. Đấy, và sau đó thì mỗi tháng nó sẽ mở ra thêm từng này. Đấy, thì các bạn nếu mà chúng ta mua IDO các cái dự án thì chúng ta cần phải xem được cái thời gian unlock và cái thời gian lock token để các bạn biết được thời gian bơm xả để chúng ta biết ra vào hợp lý. Rồi thì ở cái đồng token ở trong game thì đầu tiên là cái đồng token ECIO là cái đồng token government ở trong game, tức là cái đồng token quản trị, đồng token chính ở trong game. Chúng ta có thể sử dụng cái đồng token này để chúng ta có thể mua các cái box NFT và các bạn có thể nâng cấp các cái box NFT của chúng ta. Tiếp theo là cái đồng token thứ hai, thì cái con này thì dạng như là một cái đá quý, nhưng mà chúng ta có thể sử dụng cái đá quý này để chúng ta bán ra thành tiền thật, và giá của nó, giá khởi điểm của cái đá quý này là 0.0006 đô. Đó, đá quý thì có tên là Lacrima. Đấy, thì chúng ta có thể sử dụng để chúng ta nâng cấp, cũng như là các bạn có thể chơi game để chúng ta có thể kiếm được cái token đá quý này. Ok. Đấy, thì đó là về cái phần token ở trong game. Còn nếu các bạn mà quan tâm thì chúng ta nên vào các bạn đọc qua về một số thông tin như là về gameplay. Đấy, gameplay chơi như thế nào, rồi cách chơi như làm sao, chúng ta sẽ mở box và mua box kiểu gì, thì các bạn có thể vào đây để chúng ta xem qua thông tin.
Hiện tại thì ở trên cái trang Twitter chính thức của dự án thì mình cũng đang thấy là nó đang còn có một cái đợt IDO. Thì những anh em nào mà chúng ta quan tâm đến dự án thì các bạn có thể tham gia vào cái đợt IDO và chúng ta có thể tham gia whitelist để có cơ hội mua được IDO của cái dự án. Ok, thì IDO dự án dự kiến sẽ mở bán ở trên Pool Z. Đấy thì các bạn chú ý chú thời gian nếu mà các bạn tham gia, thì cái đường link IDO mình cũng sẽ để dưới phần mô tả cho anh em, để anh em nào muốn tham gia thì chúng ta cũng có thể tham gia vào. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.